ngắn đi nhiều để anh có thể về gặp em sớm hơn. Nếu như em đang lang thang cùng em tối nay, giữ em đôi tay chờ anh đến với em ngay. Người mà đang đứng trước em là người đã nhớ em rất nhiều. Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh. Cách xa lâu nay, đây là ngày anh ước mong. Suốt bao năm qua đã làm hai ta trông ngóng. Cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều để anh có thể về gặp em sớm hơn. Nếu như em đang lang thang cùng ai tối nay, giữ yên đôi tay chờ anh đến với em ngay. Người mà đang đứng trước em đã nhớ em rất nhiều. Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh. Vì anh không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn. Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hơn. Sợ người em cưới không phải anh. Sợ niềm tin chúng ta xa lạnh. Nếu như không cùng em thì không ai nữa. Cuộc đời này không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn. Sợ một ai đó đến bên em lúc ta dần thương. Sợ người em cưới không phải anh. Sợ niềm tin chúng ta xa lạnh. Nếu như